trước mình có đọc một video ở trên báo VN Express ấy, về một cô vợ. Cô ấy nói rằng là chồng của cô ấy chỉ biết tiết kiệm thôi mà không có biết phấn đấu kiếm nhiều tiền để cho cô ta đấy, là thu nhập cao hơn chồng. Rồi thì cô ấy phải lo rất là nhiều chi phí trong gia đình, đại loại là trụ cột của gia đình đấy. Thì cô ấy có tâm sự rằng trước kia khi mà còn trẻ yêu nhau ấy, thì anh này tỏ ra là một người suy nghĩ chững chạc hơn. Nhưng mà sau một thời gian sống với nhau ấy, sau 20 năm, thì cô ấy phát hiện ra là anh ấy dạng như là sống an phận đấy các bạn. Nghĩa là chỉ biết tiết kiệm thôi đấy, chấp nhận cái đồng lương là thấp. Thay vì cố gắng kiếm nhiều tiền như cô ta thì anh ấy lại lựa chọn cái việc là sống tiết kiệm. Để rồi gần đây khi mà kinh tế khó khăn thì bắt đầu người phụ nữ đó quay ra là trách chồng. Đấy, là bây giờ cô ấy không có duy trì được nguồn thu nhập cao như trước nữa. Thì lúc đó cái sinh hoạt trong gia đình ấy, nó đang cao các bạn ạ. Mà bỗng nhiên có một cái nguồn thu nhập của người vợ là cao nhất ấy, bị chững lại. Thì khi ấy người phụ nữ này lại quay ra trách người chồng của mình. Tuy nhiên khi viết cái bài này lên thì lại bị khá là nhiều ý kiến phản đối. Họ nói rằng là cô này chắc là đang đứng đứa nọ trông đứa kia, chắc là đang chán chồng rồi đây, chắc là đang có dấu hiệu ngoại tình rồi đây. Và chưa gì cô ấy đã dào trước rằng là đôi lúc cô ấy nghĩ về cái việc là hai người chia tay thì cô ấy rất là lo sợ. Chưa gì đã phải dào trước với cộng đồng mạng là như vậy. Thì hôm nay mượn câu chuyện này mình muốn bàn với mọi người về câu chuyện là nên tiết kiệm từ sớm hay là chúng ta không cần quan tâm tiết kiệm mà chỉ cần quan tâm đến cái việc là gia tăng thu nhập thôi à các bạn. Bởi vì từ trước đến giờ vẫn luôn luôn có hai luồng ý kiến tranh luận với nhau. Một một đằng là cho rằng là thay vì tiết kiệm tôi sẽ kiếm thêm nhiều hơn cái số tiền đó. Thay vì tiết kiệm 5 triệu thì tôi sẽ kiếm thêm 5 triệu để bù vào. Đó. Còn một luồng ý kiến đấy, là về thiên hướng tiết kiệm ấy, thì thay vì cố gắng kiếm thêm 5 triệu để mà để dư ra ấy, được 5 triệu ấy, thì họ lại chấp nhận là cắt giảm chi tiêu để dư ra được ngay 5 triệu các bạn ạ. Thì thoạt nghe có những người người ta sẽ phản đối cái quan điểm tiết kiệm. Bởi vì họ cho rằng là nếu mà sống để mà tiết kiệm được thêm 5 triệu thì nó là công việc rất là dễ và sống như vậy nó khổ. Ý là họ cho rằng là sống tiết kiệm thêm 5 triệu ấy là ai ai cũng làm được, là quá là đơn giản. Nhưng thực tế thì sao hả các bạn? Ví dụ các bạn đang chi tiêu ở một mức là 7-8 triệu một tháng. Bây giờ bảo các bạn chi tiêu chỉ có 3 triệu thôi, các bạn có sống nổi hay không? Đúng không? Phải cắt giảm rất nhiều thứ đúng không? Bởi vì quen mồm rồi mà, chi tiêu ăn uống, mua sắm đúng không? Ăn uống quen mồm rồi. Đấy, cho nên là cái việc đó không hề dễ đâu nha. Không hề dễ đâu. Nhất là các bạn phải tiết kiệm một cách dài hơi, một cách trường kỳ. Đấy, như thế thì nó lại là cái câu chuyện rất là khác nha các bạn nhé. Còn cái việc mà các bạn đang có một mức lương cứng là thế này mà các bạn muốn tăng lên thêm 5 triệu nữa thì nó không phải là một ngày một ngày hai mà được đúng không? Nó phải có quá trình, nó phải có một hoặc 2 năm chúng ta làm việc phấn đấu thì nó mới có thể tăng lên. Nhìn chung là ví dụ là lương 10 triệu đó, kiếm thêm 5 triệu nó thành 15 triệu đấy, và lương 10 triệu đấy, chưa cần kiếm thêm đấy, mà chúng ta chỉ cần chi tiêu tiết kiệm thôi ấy, thì chúng ta tự khắc là đã để ra được 5 triệu rồi. Vậy thì nếu như các bạn vừa tiết kiệm, các bạn vừa phấn đấu để mà tăng thu nhập nữa thì cái sức mạnh của nó lại nhân đôi lên các bạn nhé. Thì lợi ích của nó là nhân đôi, lại một cách tăng một cách chóng mặt các bạn ạ. Còn nếu như các bạn chỉ có quan điểm là ô tôi không cần tiết kiệm, tôi sẽ kiếm thêm nhiều thêm, thì đến một lúc nào đó các bạn sẽ đạt đến cái giới hạn các bạn rất là khó để tăng được lương lên nữa. Còn nếu như các bạn có kỷ luật tiết kiệm từ sớm
thì từ trẻ cho đến khi 30 tuổi các bạn đã để ra một món tiền khá lớn rồi. Ví dụ là các bạn hồi mới ra trường đúng không? Các bạn lương 10 triệu. Khi đó thì nhiều người sẽ chọn lối sống là thoải mái hưởng thụ. Đấy, và họ cứ mặc kệ cho đến năm 30 tuổi thì mới bắt đầu là nghĩ đến việc là tích góp. Nghĩa là từ năm 22 tuổi cho đến năm 30 tuổi, đó là 8 năm, họ sống hưởng thụ thoải mái, yêu đương, đi chơi, mua sắm, ăn uống thoải mái. Gần như là không có tiền tiết kiệm, may ra được để ra được vài chục triệu. Còn những người mà có kỷ luật từ sớm thì họ đã có 8 năm, 8 năm dành dụm từ sớm. Và khi 30 tuổi thì họ có một món tiền trong tay. Khi đó thì họ có thể là mua vay trả góp để mua chung cư, rồi có thể là mua một căn nhà nhỏ, lô đất nhỏ giống như cái đôi vợ chồng ngày trước mình kể đấy, mua một căn nhà ở trên một cái lô đất có 39 mét vuông thôi, đấy, có 1 tỷ hơn, nhỉnh hơn 1 tí thôi đấy, và bây giờ giá trị của nó chắc chắn là tăng lên tầm 1,5 tỷ rồi các bạn đó. Thì đôi vợ chồng đó cũng nhờ vào việc tiết kiệm đấy, cũng lấy nhau đấy sau khoảng 5 năm, từ năm là 23 tuổi cho đến khoảng năm 28 tuổi là họ đã dành dụm ra được khoảng 1 tỷ rồi các bạn. Thực ra chưa đến 1 tỷ nhưng mà họ vay thêm vài trăm, thế là thành tròn 1 tỷ. Thế là cũng rất là thành công rồi đúng không? Thực ra khi mà nói về câu chuyện tiết kiệm ở đây ấy, không phải là mình chỉ có khuyên mọi người là tiết kiệm, mà mình không có cần phải kiếm nhiều tiền hơn. Không phải như thế các bạn ạ, mà đây các bạn vẫn vừa tiết kiệm từ sớm, các bạn sẽ có một món tiền dành dụm ra từ rất sớm, rồi sau đó quá trình làm việc đấy, các bạn tự tìm cách, phải tự tìm cách nhé, đầu tư đó, để gia tăng thu nhập thụ động đó. Từ đấy thì cái quá trình tiết kiệm của các bạn ấy, nó mới được cộng hưởng lên. Chứ còn nếu như các bạn chỉ có biết tiết kiệm không đấy, và gửi ngân hàng không ấy, thì thực sự là nó cũng không quan thua đâu. Thay vì có một cái quan điểm là gia tăng thu nhập cao mà vẫn sống thoải mái để mà đạt được cái mức dành dụm ngang bằng với những người thu nhập thấp, đấy, khi chẳng may các bạn mất mất việc đúng không? Các bạn mất công mất việc, các bạn đang chi tiêu ở một cái mức 15-20 triệu một tháng, thì tự dưng cái mức lương 30 triệu của các bạn nó chỉ vừa đủ sống và dư ra một ít thôi, mà các bạn mất công mất việc đó, thì cái số tiền dành dụm của các bạn nó rất là ít và các bạn sẽ đốt số tiền đó trong vòng có vài tháng thôi. Khi đó áp lực kiếm tiền, áp lực mà tìm kiếm công việc mới đấy, nó rất là nặng nề các bạn nhé. Còn nếu như các bạn chi tiêu ít thì khi đó các bạn cộng thêm cái việc là các bạn gửi ngân hàng, các bạn mua vàng, mua mua cổ phiếu đó, và sau khoảng 5 10 năm các bạn có một món tiền trong tay. Khi đó các bạn vừa có thu nhập cao này, các bạn vừa có một món tiền trong tay này, rồi mức chi tiêu của các bạn chỉ có 3 triệu thôi, thì khi đó các bạn chỉ cần để ra khoảng 40 triệu thôi là các bạn có thể sống thoải mái cả năm rồi các bạn nhé. Mà khi đó mình cứ cho là các bạn dành dụm được khoảng 1 tỷ đi vào năm 30 tuổi đi, các bạn có những cái khoản đầu tư đấy, bất động sản, cổ phiếu, vàng, gửi tiết kiệm đó, thì hoàn toàn 1 tỷ đó nó có thể để ra, nó có thể có lại lợi nhuận cho các bạn ở mức 10%, nó là khoảng 100 triệu một năm. Khi đó thì gần như các bạn không phải đi làm mà vẫn có thể sống thoải mái các bạn nhé, sống một cách dư dả. Khi đó các bạn sẽ được quyền lựa chọn công việc mà các bạn thích, không phải lao theo cái guồng quay nữa. Hoặc là có bất kể một cái biến cố gì thì các bạn có một cái số tiền dành dụm rất lớn so với nhu cầu mua sắm của các bạn cũng như là gia đình. Thì khi đó nếu như mà hai vợ chồng kia ở đầu câu chuyện ấy mà đồng lòng với nhau, san sẻ với nhau, tâm sự với nhau từ ngày mà mới lấy nhau thì sẽ không có gây ra cái bất đồng này đúng không nào? Cũng như là mình đây, mình sống tiết kiệm, triết lý của mình là tiết kiệm. Thành ra ngay từ lúc mà tìm hiểu yêu đương, mình đã nói thẳng quan điểm của mình ra cho vợ của mình biết, để cho vợ mình tự tự lường trước được cái kịch bản,
cái kịch bản sau này, cái cuộc sống sẽ ra sao các bạn nhé. Chứ không phải là mình gọi là giấu giếm người ta để mà lấy người ta về rồi mới bắt đầu là bộc lộ những cái tính cách, cái bản chất thật của mình ra. Không phải là như vậy. Mình thể hiện ngay từ khi mà còn đang tìm hiểu. Đấy. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới tránh được những cái xung đột sau này, xung đột về lâu dài sau này. Khi mà bây giờ phụ nữ người ta ở cái lứa tuổi trẻ, người ta vẫn chưa có lường trước được những cái câu chuyện của tương lai, chưa lường trước được những cái xung đột đó. Thành ra là nếu chúng ta mà không có một cái sự gọi là minh bạch, một cái sự thẳng thắn với nhau ngay từ đầu, thì sau này khi mà phụ nữ người ta lớn tuổi dần lên ấy, người ta sẽ bị tác động bởi bên ngoài xã hội, thì khi đó cái việc mâu thuẫn gia đình nó là rất dễ xảy ra các bạn nhé. Thành ra mình khắt khe ngay từ đầu, mình tiết kiệm ngay từ đầu, thì bây giờ cái cuộc sống hôn nhân nó lại rất là thoải mái các bạn ạ. Nó thoải mái hơn cái hồi mà đang tìm hiểu yêu đương rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn hình dung là nếu như từ khi mới ra trường cho đến khi 30 tuổi, các bạn có đến 8 năm để mà dành dụm tiết kiệm. Trong 8 năm đó, rõ ràng các bạn có thể để ra được đến hàng gần 1 tỷ. Trong khi thì bây giờ rất nhiều thanh niên đến tận năm 30 tuổi, thậm chí ngoài 30, vẫn còn không có định hướng gì trong cuộc sống, không có một món tiền tiết kiệm nào trong tay. Như thế thật sự là đó là một dấu hiệu rất là báo động các bạn ạ. Thậm chí là còn sa đà vào vay trả góp đó, không có một cái sự tính toán cân nhắc kỹ lưỡng các bạn nhé. Quá sa đà vào cái việc vay trả góp để mà sở hữu được một những cái món đồ giá trị lớn. Vay trả góp rồi chúng ta lại phải tằn tiện để dành dụm để mà đóng lãi và gốc, đúng nào? Rồi chúng ta phải tiết kiệm chi tiêu ăn uống sinh hoạt để mà dự phòng số tiền mà chúng ta phải trả nợ. Còn nếu như các bạn tiết kiệm một cách chủ động, thì thay vì các bạn trả góp 5 năm, các bạn có thể hoàn toàn trả thẳng trong vòng 2 đến 3 năm tiết kiệm mà thôi. Như thế thì các bạn tiết kiệm một cách chủ động, nó sẽ thoải mái, nó sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Văn Sáng. Xin kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Các bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi mà theo dõi những video của mình rồi? Hôm nay có một người em chia sẻ rằng mới đây mà đã 1 năm kể từ ngày mà bắt đầu biết tiết kiệm, cũng ngót nghét để ra được hàng trăm triệu rồi các bạn. Mỗi lần đọc được những cái bình luận đó mình lại rất là vui. Và mình hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình ngày càng lan tỏa được nhiều lên, để các bạn trẻ ngày càng có một cái sự chuẩn bị tốt hơn cho sau này, cho tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.